cuộc sống của những người làm nghề thợ xây dựng còn lắm nhọc nhằn, nhưng không phải vì thế mà họ mất niềm tin vào cuộc sống. Và trên chặng đường của người vẽ ước mơ, cặp đôi nghệ sĩ Hoàng Mèo, Đại Ngọc Trâm sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến và tìm hiểu về cuộc sống của phận đời một anh thợ xây đang chinh vinh với những nỗi lo cơm áo gạo tiền mà không phải ai cũng thấu hiểu. Cường ơi Cường, biết chỗ nào có không Cường? Chạy đến nơi luôn đi Cường ơi, chứ chạy về hoài chết luôn á Cường. Cường, có cái chỗ quẹo, chạy. Này có quán cà phê. Quẹo lại kiếm cái đường quẹo lại đi Cường, tấp vô quán cà phê Cường. Đây, đó em thấy không, bán đất kìa, siêu to siêu khổng lồ. Em như có hai đứa nào mặc đồ muốn chặt chém thì Đạt. Ủa ai kêu Đạt? Thôi rồi thôi đi cha, diễn sâu quá. Gì vậy? Đi đâu vậy? Đi xuống đây em. Đâu em, hả? Vợ chồng Quang Mèo đại Ngọc Trâm kìa. Em biết mà. Có ẹp Facebook mà, biết mà. Dạ. Đi đâu vậy hai vợ chồng áo cam? Đi mua đất. Ủa wow. Đại gia. Wow. Giá gì nói chung là mình kiếm thêm, đầu tư kiếm thêm. Mà không biết bà này có mua ai chỉ bà cái gì nè. Đi coi đi thôi. Đây rồi. Đi coi thôi, chưa chắc chừng cỡ 20 năm nữa. Coi nữa hả? Đi coi. Chị cho em ly cà phê sữa đá với lại ly nước cam. Dạ. Chị hồi nãy giờ em muốn tính tiền cho anh này luôn nha. Trời ơi. Đại gia mà lâu bao em uống chút. Ủa đâu rồi? Đâu hả? Em với bé Dạ đang làm chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Dạ đây. Ở ngay Long Điền gần đây nè. Ủa là sao chương trình này là sao hả? Chương trình là Người Vẽ Ước Mơ. Là một cái chương trình nó thiên về thiện nguyện. Đây đi. Ê Trâm. Vậy. Bạn thân với nhau năn nỉ ổng giùm tiếng rồi tham gia chương trình coi. Ok không? Đi coi đất. Gì vậy? Tớ sao hai vợ chồng này kỳ vậy? Trời ơi. Thôi. Dạ cảm ơn chị. Cái tính tiền hết cho anh này là được. Thế gì vậy? Chưa giờ chưa gì hết. Thôi mình ăn không mới làm đi. Sáng giờ chưa coi được miếng đất nữa. Giờ nhiều khi làm xong chương trình mình đi coi đất. Rồi em chơi, em chơi không? Nghe không? Chơi không? Rồi chơi luôn rồi, vô một cái. Vô. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của chương trình nha. Rồi chơi luôn. Vô. Mèo, anh cảm giác thế nào khi mình đi dạo mát với cái nắng dịu dàng như thế này? Thấy gì đang giống như là bị cắn nhớ kìa. Cắn nhớ kìa anh. Có gì đâu, nhẹ nhàng lắm mà. Phải không? Đó, thấy mà cuối mình... cùng là cái gì? Là nhiệm vụ chương trình là mình đi về tản bộ vậy thôi. Với cái nắng dịu dàng thế này đó. Ôi, đống gạch ở đây thiệt là đẹp quá. Rồi, mình quẹo trái vô nè. Anh chị có thấy gì không? Là về nhận quà thôi đúng không? Đúng rồi, mình mới vừa vô mình được quà mình còn muốn gì nữa. Nhưng mà dạ, muốn nhận quà này là phải trải nghiệm. Ngày hôm nay Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ sẽ dắt hai vợ chồng Quang Mèo và Đại Ngọc Trâm chúng ta cùng nhau đi làm giang hồ. Gì nữa? Giang hồ, mình là giang hồ. Quay phim hả? Đâu, làm giang hồ. Là sao? Giang hồ là mình giang nắng làm hồ á. Giang nắng làm hồ á. Miếng vui ghê luôn á, cho miếng cười chết luôn á. Mình làm phụ hồ. Phụ hồ hả? Phụ hồ. Dạ. Rồi, đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của chương trình. Ê, cái này cắn cho hết thiệt rồi đó, biết nãy anh đi coi đất đi còn hay hơn á. Không, nó đọc. Rồi, chưa gì hết lãnh mâu thơ nữa. Ủa sao mâu thơ thấy chữ không vậy? Dạ, đọc đi. Chữ không là thấy mệt mệt. Rồi, đọc nhiệm vụ. Nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đá bi hoặc chuyển gạch, sau đó tiếp tục công việc trộn hồ. Nguyên tắc: hai xe rùa cộng nửa bao xi măng, 10 xô cát cộng nửa bao xi măng, đội thắng được 150.000, đội thua còn lại được 100. Đó, thấy chương trình trả lương cao không? Cao quá. Thắng được 150.000, thua được 100.000, thua mà vẫn có tiền. Rồi, bắt đầu bốc thăm. Em. Dạ. Bốc thăm. Em bốc thăm em. Nè, được, hai bà nữ. Thôi, bốc đi. Bác ai sẽ là người chuyển gạch, ai sẽ là người chuyển đá bi? Bốc đi. Trời ơi,
vận chuyển đá bi bằng xe rùa. Chà ngon rồi. Ngon luôn. Vận chuyển gạch bằng tay 50 ngon, giây. Ngon hơn, đi ngon hơn. Rồi khởi động chưa? Khởi động cho em. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, khởi động. Here we go. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Ôi, có nghị gì vậy? Ủa, có gì có nghị gì nữa vậy? Em giữ cái xe đi, anh xúc cho anh giữ cái xe xúc đó. Rồi, được rồi, quá em. Theo chuyển đủ. Trời ơi. Bóp gạch phụ. Đâu có một cái xẻng này vậy? Ờ, gì có một cái xẻng vậy? Chơi kỳ quá rồi, múc sao nó đầy đây? Ủa, hốt tay luôn thì sao? Em phải đầy khô chứ. Cái gì? Ê, cái này chen vàng quá. Chen vàng quá. Ơi. Đùa vô cái xô nè anh, cho nó lẹ. Bỏ đây. Ôi da. Trời hại đó. Ê, mệt ta. Ê, mệt. Cháu mệt. Chứ nãy em để vậy em làm gì kìa. Rồi, bây giờ chơi công bằng. Bây giờ chơi công bằng. Vậy mệt. Mệt sao mệt. Chơi công bằng rồi, chơi công bằng rồi. Chơi công bằng rồi, chơi. Rồi, rồi, chơi công bằng rồi. Cái gì dựng cái xe lên kìa. Mệt quá. Thiệt luôn. Không tin luôn á. Ơi, xuất sắc chồng ơi. Wow. Đó. Tao. Đó. Tao. Hồ này mới gọi là hồ nè. Bên kia là gì vậy? Cát hả? Bên này ướt quá. Bên đó là hồ dán giấy thôi, còn ở đây là keo con voi nè. Đây là đúng chuẩn nè. Không rồi đó. Không. Cái này mà ịnh lên cái nó chảy xuống vậy. Không có, cái này vô là dính, vô là dính. Cái này nó phải có chất kết dính đàng hoàng. Bây giờ nói chung là chảy. Thì sao chảy? Nó rớt á, vô cái nó rớt gạch luôn á. Không còn sức để thở, các bạn đừng nên chảy lộn. Mình dưỡng sức lại đi. Thôi chào, chào anh chị. Chào em. Theo quan sát của ban tổ chức thì bây giờ đội về nhì sẽ là đội của anh Hoàng Mèo và chị Đàn Công Trân. Và đội về nhất sẽ là anh Hứa Minh Đàn và chị Lâm Bị Già. Chúc mừng anh Mèo. Lãnh tiền. Đi về anh ơi, đi coi, về đất, đi coi đất. Coi anh đi coi đất đây. Không, bậy, còn chưa anh ơi. Và tiếp theo em xin trao nhiệm vụ thứ hai cho anh. Cái này nhiệm vụ mới. Trời, còn đây là nhiệm vụ hả? Đầu tiên thôi. Là cho anh trải nghiệm cái nghề thợ hồ như thế nào. Thật ra là nãy giờ công việc của mình làm á là công việc phụ hồ thôi. Sau khi mình trộn hồ rồi sắp gạch với lại đá xong á, mình còn phải di chuyển lên múc trên lầu nữa kìa. Thôi bỏ phải luôn. Kéo rồi lầu. Không, cái đó là nhiệm vụ của người ta, cái công việc của người ta làm thợ hồ là vậy. Còn đó là mình đã xong nhiệm vụ này rồi. Bây giờ nhận nhiệm vụ mới nè. Nhiệm vụ 2. Dùng 250 ngàn của thử thách vừa rồi đến chợ mua thực phẩm để nấu một bữa ăn cho 9 người. Trời, trời ơi. Gì vậy? Cái gì? Hai em gửi mua 9 người hả? Ngoài ra, 4 nghệ sĩ sẽ được chương trình cấp cho một số tiền để mua một bộ bàn ghế đặt trong phòng khách, nhưng không được vượt quá 4 triệu đồng. Rồi sao bây giờ có hai nhánh. Bây giờ đó thường là phụ nữ là đi chợ nấu cơm, nhưng hôm nay thì tôi phải dùng lên. Tôi để cho mấy ông nam đi chợ nấu cơm để cho biết cực khổ như thế nào, để cho biết là để mua miếng rau phải trả lên giá cũng cực khổ lắm chứ bộ giỡn. Đúng rồi. Bây giờ hai bà nữ đi mua bàn ghế. Hai đứa có bàn ghế. Ổn chị, hai đứa mình khiêng bàn khiêng ghế rồi. Khiêng bàn khiêng ghế đi, để hai đây đi chợ được rồi. Ừ. Rồi vậy đi, nha. Nhưng mà số tiền phải dưới 4 triệu nha, mua mà quá là hai bà bù tiền xô gắn chịu á. Để lấy tiền để đi chợ chứ trời. Tiền gì? Tiền này nè. Để chị đưa tiền này trong đó đó. Mày không có đủ tiền bên đây, để là tiền bên kia mà. Đây nè, rồi 4 triệu của chương trình nè. Đi. Thôi mình đi nhậu luôn đi. Mình đi hất tóc lấy tay rồi hả? Ừ, hất tóc lấy tay. Rồi vậy ngay đi chị ba. Không có đồ ăn chết cho tụi tôi.
Su Hào bán sao chú? Là su su của Su Hào. À dạ su su. Su su. Hai củ. Bao nhiêu vậy? 20 ngàn. Là có tính bớt rồi phải không chú? Là bớt rồi phải không chú? Đậu hũ không? Đậu hũ không? Đậu hũ bao nhiêu một miếng? 2 ngàn một miếng. 5 miếng. 5 miếng. Bữa cơm bắt đầu thịnh soạn rồi đó. Bắt đầu thấy dồn dập rồi đó. Chị, tôm khô bán sao chị? Ủa chị còn cái bịch đó là sao? Bịch đó 10 ngàn. Sao? Cái này chất lượng hơn, cái này hay hơn, nhỏ nhỏ 30 ngàn được không? Ngọt hơn. Đúng không? Em cũng biết luôn á. Là vậy. Rồi. Thịt heo bán sao chị? 70 ngàn ký hả chị? Em nửa ký đi vậy. Em còn nhiêu vậy? Mình còn 160 nha. Còn có 160 hả? Rồi. Là bao nhiêu chị? Nửa ký. 35 ngàn. 35 ngàn hả? Ui, dưa hấu. Dưa hấu, dưa hấu đi, dưa hấu. Dưa hấu này bán sao chị? 15 ngàn ký. Cái nào ngon vậy? Chị lựa em đi. Chị lựa em đi, vừa ăn á. À, bún bún vậy. Bún bún. Bún bún sao biết ngon em ngon vậy? Bún cái ngàn bon bon bon. Dở dở dở. Này nhiêu chị? 45 ngàn. Là có bớt không? Có bớt không chị? 40 ngàn là hay quá. Này coi gì đây? Cái này làm gì? Xào hay là luộc? Xào luộc cũng làm được á. Cái này bao nhiêu? 10 ngàn. Dạ em muốn kiếm một cái bộ bàn ghế mình để phòng khách được mà mình làm bàn ăn được luôn. Mình có mẫu ở đây không chị? Có chị. Có mẫu? Có, để em dắt chị xuống con coi. Dạ đi, đi. Nhìn mấy cái này bị ghiền á. Nhưng mà ở đây mình cũng có diện tích cho nên nó hơi chật. Ừ. Nè, bộ bàn 6 ghế nó như vậy là 6 ghế. Kiến này mấy ly chị? Kiến này khoảng 10 ly. Kiến 10 ly, kiến cường lực 10 đúng ly. Đúng rồi, đúng rồi. Báo cái giá nhẹ nhàng cho nè. Mình bán tới 3,5 triệu nhưng mà tính hữu nghị cho chị 3,4 triệu. Là giảm 100 ngàn. Là có đó là tính phí vận chuyển chưa chị? Không có vận chuyển gì hết, xe nhà của là nhà mình chở. Là kèm 6 ghế luôn hả chị? À, chị ơi kinh phí tụi em không có nhiều quá. Mình có cái bộ nào có rẻ hơn bộ này? Kiến 8 ly cũng được chị. Rẻ hơn nhưng mà nó không có giống như 2 tầng giống vậy nha. Nó dạ. Chỉ có 1 tầng thôi. Rồi, đó. Bao nhiêu, bao giá bao nhiêu chị? Cái mẫu đó thì của mình 6 cái dạng như là như này là 6 ghế này. Dạ. Nhưng mà nó 1 tầng kiến, nó 1 tấm đó. Cái đó tính cho chị 29 đi chứ là em bán hơn á. Giá không nghĩ luôn á. 29. Đâu có mẫu ở đây không cho em coi? Có, mình đang gác bên kia nhiều lắm. Được rồi, được rồi. Mẫu này nãy giờ nó đẹp nhất á. Đẹp hơn 2 mẫu kia. Bớt đúng không chị hả? Bớt xíu nữa đi người đẹp. Rồi thôi đưa 28 luôn xong, hữu nghị lắm luôn rồi đó. Bớt nữa đi. Thôi ok, đừng làm khó chị nữa, tội chị. Đúng không? Thuận mua vừa bán thôi. Thiệt. Dạ, rồi em hốt cái bàn đó liền tay chị. Mình chở liền không chị hả? Rồi coi gồm 6 cái ghế luôn đúng không chị? 6 ghế. Đúng rồi, ủa ghế có nệm không chị? Có nệm luôn, nệm giữa đó. Đầy đủ. Rồi lấy em bộ đó đi. Dạ thưa chị, đây là tiền của tụi em. Dạ, rồi địa chỉ mình cũng có rồi ha. Số điện thoại mình cũng có rồi luôn. Lát nữa chị đến nơi cái chị gọi em ra em đón chị nha. Dạ. Có khuyến mãi tặng gì không chị? Mình tới ngay chợ. Mình tặng sẽ alo cho chị nha. Tại vì ngay chợ Long Thăng chị, nó vậy. Chị làm lơn luôn rồi. Chị làm lơn luôn. Chị có không tặng có gì đâu người nè. Bán bớt hết 200 là thôi, tiêu rồi. Buồn chị quá. Đi thôi. Đi đi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị. Ê chị, mình nên mua cho người ta cái sóng chén chứ không đâu có gì đâu mà. Nên chị ơi chị, bây giờ tụi em kinh phí hạn hẹp mà muốn mua thêm cái sóng chén chị có bớt không chị hả? 400 tính cho 350 là chị đã bớt 50 ngàn rồi. 300 luôn chị. Đâu vậy đó rồi, đưa đây đi. Trời ơi, 300 mừng quá chị ơi, 300 cái này em lấy tiền túi em luôn nè. Dạ chị. Rồi bưng. Trời ơi. Dạ cảm ơn. Lát. Chị. Dạ. Tới này luôn. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Có bán chè không chị? Em bị đổ mồ hôi. Thiếu canxi quá. 10 ngàn lấy anh Đăng ơi. Anh ăn chè gì? Chè em. Dạ ơi, một ly chè đậu đen. Đây. Anh Mèo ăn gì? Chè đậu xanh ăn với gì chị? Đậu xanh với bánh rộn với đậu đen. Rồi ok em vậy đi. 2 ly chè luôn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Bớt 1 ngàn luôn đó nha anh. 1
45 ngàn cũng còn dư. Cũng còn dư mà. Vô. Vô. Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Trời, còn phải hỏi. Xong xuôi hết rồi, không lẽ giác trên vai đem về giống mấy ông? Không lẽ tôi bỏ bàn ghế cho mình đi lông tôi xách về? Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc đây nè. Nè, thấy không? Giỏi. Tay xách nách mang rồi, thấy không? Chuẩn bị, bây giờ chúng ta sao? Đi về nha. Để. Bây giờ vậy, nhiệm vụ của mình sẽ đi bộ vô nhà của anh Quốc Đáng và chị Trường An để thực hiện một cái món quà bất ngờ cho chị, là cho gia đình họ, là một cái bữa cơm gọi là thịnh soạn. Đó, ổn chưa? Ừ. Nhưng mà em hoang mang quá, em không biết là với cái số đồ ăn này thì có thịnh soạn được hay thịnh không. Thịnh soạn chứ, trời. Nói không phải phe chứ đầy đủ vitamin luôn. Wow. Còn có dư không? Trời. Sao không dư? Thấy ghê lắm á, đừng có dở. Trời ơi, vô hả? Vô chợ hai anh em cũng khoe là được khen đẹp trai rồi, dư 45 ngàn luôn. Ghê chưa? Trời ơi, dư 45 ngàn. Dư 45 ngàn cũng đi. Ủa, khoan xí nha, với kinh nghiệm đi chợ của chị em mình, làm sao mà nguyên một đống này mà đưa 250 cho mấy ổng mà dư có 45 ngàn? Được rồi. Đó, nhìn mấy ổng mua rau. Bây giờ có khai thiệt không? Bây giờ là có ém tiền không? Nói không có em có ăn lời được không nhiều. Không ăn lời nhưng mà có ăn riêng. Ăn riêng thấy chưa, em nghi rồi. Ăn cái gì nói. Thì có mua cho em bánh hai bà vợ nè, 10 ngàn bánh trái tim. Trời ơi, cái bánh này là bánh trái tim á. Tôi đang gì ăn cơm giống hột vịt thôi. Thôi đừng có làm mềm nữa, bây giờ vô nấu cơm đi nè, để trễ giờ. 25 ngàn lát quá trời đó, mọi người thấy chưa? Đây là căn nhà của anh Quốc Đáng và chị Trường An. Chúng ta hãy làm một món quà bất ngờ cho họ đi nào. Đúng rồi. Đó là một bữa cơm thật là 9 người. Ừ. Một bữa cơm thật là 9 người là gì? Một bữa cơm. Em kết văn là giùm anh đi, bị rối á. Một bữa cơm thật là bất ngờ, thật là ngon, thật là ý nghĩa dành cho 9 người. Đó. Rồi vô. Anh Văn Quốc Đáng và chị Huỳnh Thị Trường An đều sinh ra trong gia đình không khá giả. Và cái nghèo khó ấy vẫn đeo bám theo anh chị dù đã bao năm tháng đi qua. Anh Đáng là lao động chính trong gia đình với cái nghề thợ hồ nhọc nhằn, dầm sương giải nắng. Gia đình anh Đáng, chị An được chứng nhận hộ nghèo cấp tỉnh từ năm 2016. Đến đầu năm 2019, anh chị được chính quyền và nhà thầu hỗ trợ xây dựng được một tổ ấm đúng nghĩa, không còn sập sệ, không còn dột nước mỗi khi mưa về. Thế nhưng thay vào đó là món nợ ngân hàng mà cả hai vẫn chưa có khả năng chi trả. Hoàn cảnh này là ở nhà là cũng không có nhà, rất là khó khăn. Mưa gió cũng không có chỗ ở, dột nát thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng cho được chút ít. Nhưng mà nó có được cái ngôi nhà này. Thì lúc trước cũng ở cái nhà sập sệ, mưa dột không ngủ đâu được, xin mấy lần bên chính quyền không có hỗ trợ cho. Cái bên chính quyền hỗ trợ cho mình được 45 triệu. Với ông thầu làm ta đã cho cát, cho đòn gạch đồ. Cát với cửa, xi măng nữa. Với người ta cho sơn nước cũng cho, điện cũng cho, đồ. Nói chung là đồ ta cho. Cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn hơn khi chị An mang trong mình căn bệnh u xơ tử cung. Từ ngày phát hiện bệnh tình, chị chỉ có thể thăm khám đúng một lần, dù đã được bác sĩ dặn dò là phải theo dõi định kỳ. Thuốc hết, không có tiền mua thêm, chị phải lên chùa xin thuốc miễn phí về nhà uống mà cầm cự. Cũng từ ngày phát bệnh, sức khỏe của chị An yếu hẳn đi. Công việc làm thuê cũng vì thế mà bữa được bữa không. Kinh tế của gia đình vì thế lại càng trở nên eo hẹp hơn nữa. Từ lúc phát bệnh là cũng không biết bệnh nữa. Nhưng mà lúc nó bụng lớn nó đi khám là đi là 3 lần cái bệnh viện, 2 cái xong rồi bắt đầu là đi lên trên thành phố rồi mổ rồi đi 3 lần mới mổ được. Cũng giờ xong cái uống xong cái qua khớp tay.
đau khớp tay nữa, giờ cũng xuống dưới chùa uống thuốc, cũng không có tiền mà đi lên Sài Gòn khám bệnh. Đi đi làm bệnh cũng đâu dám nghĩ đâu, cũng đi làm thường xuyên để đủ cho người ta. Mới có tiền rồi, có tiền rồi cho con học đến nay tới chốn rồi, như mua đồ sắm sửa rồi trong nhà. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng anh chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù công việc có vất vả tới đâu, hoàn cảnh có trớ trêu thế nào, anh Đáng và chị An vẫn cố gắng hết sức, chỉ mong đến một ngày có thể đánh bại được cái nghèo dai dẳng. Thì đó, thì nãy giờ là em kể cho mọi người nghe về hoàn cảnh của anh Quốc Đáng với là vị Trường An biết rồi đó. Ngày hôm nay mình sẽ tạo món quà là một bữa ăn thật là thịnh soạn cho gia đình người ta. Với những cái này thì mình sẽ làm được món gì nhỉ? Em làm món trứng chiên. Anh bị mình... gì vậy? Cười hoài vậy. Mở cái vòi nước mạnh quá. Vòi nước xà vô đây. Rồi tôm nó văng ra. Tôm nó văng ra. Mình lụm bỏ vô. Trời không ơi. Có đâu văng ra ngoài bỏ chứ cái này để đây. Thiệt phí phạm quá. Vậy thôi sao nãy không mấy người cũng làm không đi. Tôi nói không. Mình tranh thủ mình làm nhanh nhanh đi. Tới giờ anh chị về rồi đó mà chưa có cơm là mình không có tạo được món quà bất ngờ cho họ đâu. Mọi người ơi, tập trung làm đi. Đừng bung miếng và cãi nhau nữa. Hôm nay, ngay tại nhà của anh chị, em sẽ tạo cho anh chị và các bé ở đây một món quà thật là bất ngờ. Dạ ơi! Dạ. Anh Mèo! Ơi! Cha ơi! Ơi! Anh Đáng với lại chị Giang về nè. Dạ, chào chị, chào hai cháu. Đây, đó, đây, đó, đây, qua đây, qua đây nè. Đây, qua đây, qua đây. Anh Mèo ơi! Ủa, ông Mèo sao anh mê nấu ăn cái vậy chị? Ở nhà chắc anh Mèo hay nấu ăn cho gia đình lắm hả? Không hề. Ủa, anh Mèo? Đây, em giới thiệu với anh chị. Em là Hứa Minh Đạt. Còn đây là Lâm Bỉ Dạ, vợ em. Và đây là cặp vợ chồng Lê Hoàng Mèo với lời Đại Ngọc Trâm. Ngày hôm nay xuống đây sẽ tặng cho anh chị một món quà thật là bất ngờ. Dạ. À, đây là anh Đáng với lại chị An. Em đã kể anh rồi đó. Anh dạ, chị... chào anh chị. Dạ thì hồi sáng giờ hai vợ chồng anh Mèo và chị Trâm cũng đã trải nghiệm những công việc hàng ngày mà anh chị phải đi làm đó, và tụi em biết được cái hoàn cảnh anh chị như vậy cho nên là chương trình cũng như tụi em có một món quà nho nhỏ thật là bất ngờ muốn tặng cho gia đình mình. Dạ đúng không chị, đúng không anh? Đúng. Đó là một ngày anh Mèo và Đại Ngọc Trâm đã sống với lại cuộc sống của anh chị, là một ngày làm việc anh chị là anh làm thợ hồ, thì ngày hôm nay anh Mèo vợ Trâm cũng đã làm thợ hồ. Và anh làm thấy sao anh? Nhìn thấy thì mấy anh thợ hồ thì làm rất là nhanh nhẹ, nhưng mà hôm nay thì trải qua thì mới thấy được là rất là cực khổ, rất là mệt nhọc. Mình cảm thấy mình sung sướng nhiều quá. Dạ thì ngày hôm nay á là anh Hoàng Mèo với lại Đại Ngọc Trâm xuống đã thể nghiệm cái nghề của anh, và hai người đã có một số tiền của chương trình Người Dạy Ước Mơ cấp là 250.000, và 250.000 đó anh Mèo và Đại Ngọc Trâm với hai vợ chồng em đã chuẩn bị một bữa ăn thật là thịnh soạn để tặng cho gia đình. Và chương trình đã quyết định là vẫn giữ số tiền lương 250.000, và hai vợ chồng có thể đem về thành phố cũng được, hoặc là tặng lại cho anh Đáng và chị An. Nếu mà anh Mèo tặng số tiền 250.000 đó cho gia đình thì số tiền sẽ được nhân lên 10. Nói gì nói chứ mình phải nhân 10 lên để mà số tiền đó mình gửi tặng cho gia đình anh chị đó lại nhất. Trước tiên đó là tặng số tiền đó cho anh chị là thứ nhất. Thứ hai là không có gì bằng món quà sức khỏe. Em chúc cho anh chị hai cháu đây có thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được bình an trong cuộc sống. Dạ. Thí dụ như là anh chị có một cái điều ước thì anh chị ước cái gì? Ước mơ là có những vật dụng trong nhà, với lại có số vốn cho con đi học tới nơi tới chốn. Một cái vật dụng trong nhà,
Tại nhà còn không có vật dụng gì hết, và có một số tiền để mà cho con ăn yên, cho mình cho con ăn học nó yên tâm hơn. Rồi vậy là anh chị có hai ước mơ. Thứ nhất là mình muốn có những cái vật dụng trong nhà, giống như bản thân tụi em khi mà bước vào nhà cũng thấy là chỉ là một cái nhà trống trơn mà không có bàn, không có ghế gì hết đó. Và cái ước mơ thứ hai là có một cái số vốn nào đó để có thể lo cho các cháu ăn học. Dạ thì bây giờ xin được đại diện chương trình, tụi em có tặng cho anh chị một cái bộ bàn ghế. Cái bộ bàn này dài lắm, 1m6 lận, dạ kiến là 10 ly, có 6 cái ghế đó, mình ngồi mình tiếp khách cũng được và mình làm bàn ăn cũng được. Rồi thứ hai là em cũng có trích một số tiền nhỏ nhỏ của bản thân mình đó, em gửi tặng cho anh chị một cái kệ chén để mình có cái chỗ mình đựng chén bát. Dạ, đó là cái ước mơ đầu tiên của anh chị. Và cái ước mơ thứ hai đó chính là một cái số tiền để lo cho hai cháu đi học. Và bây giờ thì xin mời chị Vi Nguyễn, đại diện cho thương hiệu Sure Spa.vn, chị đến đây để trao cái món quà còn lại cho gia đình hai anh chị. Dạ, xin mời chị Vi Nguyễn. Đó, em chào anh chị ạ. Dạ. Hay quá. Dạ. Dạ. Dạ, em là Vi, đại diện của Sure Spa.vn, nhà tài trợ chính của chương trình Người Ước Mơ. Thì hôm nay em cùng với chương trình về đây cũng đã hiểu được hơn về cái hoàn cảnh của gia đình anh chị. Rất là cảm thông với gia đình anh chị và cái nghị lực vượt lên của gia đình. Thì em thay mặt thương hiệu Sure Spa.vn có một cái món quà để vẽ nên cái ước mơ của gia đình mình, đó là một cái sổ tiết kiệm. Em mong anh chị cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho chị cũng như là cho các bé ăn học. Dạ rồi. Yeah. Hay quá. Khi mà nhận được những cái món quà như vậy thì anh chị có cái cảm xúc gì không mà anh có thể chia sẻ không anh? Cảm xúc rất vui mừng có số vốn cho con ăn học. Dạ. Dạ. Cảm ơn chương trình, những người tài trợ. Anh xúc động quá, anh nói không nên lời luôn. Dạ. Thì chương trình cũng chúc cho gia đình mình có thiệt là nhiều sức khỏe và cũng như các cháu học thiệt là giỏi để sau này có thể vẽ được cái ước mơ của mình là có thể thay đổi một cuộc sống mới tốt hơn. Dạ, ngày hôm nay thì chương trình xin được cảm ơn vợ chồng anh Hoàng Mèo, đó là anh Mèo và chị Trâm đã đồng hành cùng chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn chị Vi Nguyễn, đại diện cho thương hiệu Sure Spa.vn, cũng là nhà tài trợ chính của chương trình. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ê khoan đã. Ê khoan. Khoan, còn gì nữa? Còn món quà đặc biệt khác nữa là nãy giờ là mình chuẩn bị bữa cơm thật là thịnh soạn cho anh chị. Chết cha, Hoàng chứ hồi nãy giờ em nghe mùi khác khác. Đúng rồi, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Hãy cứ đi, tim mình còn nhịp đập, hãy cứ đi. Cho dù lòng ngờ vực, hãy cứ đi. Anh chung thương thơ dài, mà mong vỡ. Có cái cồn cát rồi. Rồi đó ơi, vỡ rồi, vỡ dâm chiếc cái đâu. Trời ơi. Thôi em cầm cái vỏ, em vẽ vẽ vài nét coi nào. Cái vẽ không, cái vẽ không? Để gì vậy? Vẽ, vẽ ước mơ. Tại sao mình có cái máy cắt lúa mà mình phải đi cắt tay? Gắn lên, gắn lên. Sắp về tới nơi rồi. Đây cái này chơi vui nè. Vậy là anh thử lên đi anh Đạt. Ba đứa mình sẽ không làm hết cái đống lúa này đâu. Mình cần phải có thêm một sự trợ giúp nữa. Gọn dáng sáng da.